rất là lớn. Cái túi phình hai nhỏ hơn thì em nhìn thấy, đúng không? Giống như là con voi thì nó không nhìn thấy, nhưng mà con kiến là nó nhìn thấy. Không sao, nếu mà mình nhìn thấy con kiến ấy, thì thông thường thì theo logic bình thường ấy, tao mà đã nhìn được con kiến thì đương nhiên tao nhìn được con voi. Tuy nhiên mình không có chắc đâu nha. Mình đứng giáp vào cái con voi ấy, mở mắt ra chỉ nhìn thấy cái thân con voi, không nhìn được cái gì nữa thì không phát hiện được đấy là con voi. Hôm nay mình chưa được tình trạng đứng sát con voi quá. Thấy cái gì? Cô này nhìn thấy cái gì? Đâu? Đây hả? Ok. Bao nhiêu người nhìn thấy cái hình nữa? Bao nhiêu người? Có ai đồng ý với cô này không? Ai đồng ý giơ tay xem nào? Ai đồng ý giơ tay? Không có đứa nào nó đồng ý mày nha. Ai phản đối giơ tay? Không sao cả em ạ. Cái bọn ở xung quanh ấy, bây giờ mình phải xác định là như thế này này. Đứa nào mà nó vừa không đồng ý mà nó lại vừa không phản đối mà đầu nó là đầu đất hết. Tôi xin nói, ca này không có cái phình gì hết. Ca này là tắc hoàn toàn, động mạch nó giữa. Đúng nhỉ? Chúng ta nhìn thấy cái động mạch ấy, động mạch nó trước đi lên đây, động mạch nó giữa đi ra đây. Vị trí này các bạn nhìn thấy mặc dù nó tròn tròn thế nhưng không phải phình. Tại sao thế? Cái động mạch cảnh trong ấy, cái đoạn nó uốn khúc ở trong xoang ngang, nó uốn hình chữ S gì, nó uốn như này, và khi mà cái hình chiếu ấy, nó bị trùng lên nhau, thành ra là các bạn nhìn thấy nó có cái bóng nó ở mép bên kia, bắt sang nhìn thấy là bị tình, đúng không? Tình được không phải? Chúng ta phải bỏ cái nút tên này ra. Đây là cái mất giống như băng của thủy đảo, đúng không? Cái này là cái gì đây? Vị trí tắc ấy là ở mé ngoài chỗ nuôi lenticon, chúng ta thấy lenticon vẫn còn một phần này, như vậy nó không phải tắc từ gốc. Và ca này là tắc cấp tính hay là từ từ? Cấp tính. Đây là hình ảnh mà của cái phim vừa nãy, đúng nhỉ? Các anh nhìn thấy người ta đã lấp xong và coi cho cái hình lớn và người ta đang đùa cái hình bé ở đây. Ok, nhìn được cái hình là ok đấy. Vì những đứa khác nó toàn chỉ ở đâu đó ở trong khu vực này thôi. Đúng nhỉ? Cái này là cái gì các anh? Nhồi máu. Đây cũng nghĩa là mình thấy cái ổ nhồi máu ở đây thì còn. Tại sao không biết tại sao phim này xấu nữa? Thì cái phim này là cái phim từ cách đây độ chục năm rồi. Tôi phải nói thật nhé, để viết được một cái bài giảng cho các bạn ấy, thông thường mà để có hoàn chỉnh tập hợp phim của vài năm, không phải là mình thích một cái là mình có đầy đủ ảnh trong tay mình quá đâu. Thường ở trong máy tính của tôi, thường tôi sẽ chụp rất là nhiều ảnh và cứ mỗi một lần